Hello anh em, mình chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Clip ngày hôm nay thì mình sẽ đi solo squad nha anh em. Và mình sẽ test thử cái độ nhạy của mình mà bắn thử X4 xem nó như thế nào anh em ạ. Rồi không có người rồi. Thế thì chơi bài gì đây, nhảy xuống mà không có người thì... Ui rồi, đây rồi. Ui, đặt được X4 luôn này. Có team vừa đáp xuống này. Vẫn còn đang lút đồ, làm sao biết mình nhảy xuống trước được. Rồi. Như vậy là bên nhà cái vẫn còn. Mình thử test thử xem cái độ nhảy X4 của mình xem nó ra gì không. Mình định chơi map Erangel cơ. Nhưng mà Erangel hầu như là kiểu mình toàn chơi kiểu áp sát, kiểu công địch luôn đấy. Chơi map Nivik này thì còn chạy bộ mà. Đây rồi, tiếng chân này. Chạy bộ xong rồi sấy xa thì còn được này. Đông anh em ạ. Nhiều tiếng chân. Úi giời. Ghê vậy. Uầy, công mình luôn à? Này thì công mình này. Nào, ông kia ra nốt đây. Nào. Đúng rồi, ra nốt đây. Mình mà đứng kê thì làm sao mà đỡ được. Này thì công này. Ba ông à? Thế thì mình nghĩ là một ông lại đứng cột hồi sinh rồi. Bây giờ chơi hồi sinh, chuyên chơi kiểu này luôn. Tiếng súng kìa. Để qua đấy hóng xem là có cái gì không. Top link ATM.com, bán hàng Rocky Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay, top link ATM.com. Vẫn còn đang tạch tạch nữa cơ. Ôi ôi, sấy này. Người bắn bot à? Đúng rồi, tiếng như này chỉ có người bắn bot thôi. Nào, ui giời. Lại còn cầm lục để giết người, đây rồi. Còn cầm lục để giết người cho nó kiểu hoành tráng à. Này thì hoành tráng này. Xin vĩnh biệt cụ luôn. Chết luôn anh em ạ. Gạt luôn. Bắn nhỏ bên cái map Levik này. Anh em, ui dồi, tiếng súng kìa. Mình đang định nói luôn đấy. Đi qua mấy cái kim tự tháp này này. Đông cực luôn. Kiểu dĩ có một team nhảy vào đây luôn. Rồi bắn nhau dưới khu nhà. Đây này. Này thì chạy này, đây. Ô không phải AFK à? AFK anh em ạ. Tưởng lại đang nhấp nhô. Đó ra là AFK. Tớ xin luôn hai mạng. Mấy cái tên này, ôi. Có tiếng chân. Tiếng chân bên phải anh em ơi. Sao lại nó lại cứu nhanh thế được nhở? Một tên thì chết rồi. Ôi trời ơi, đập một cục đây hả? Chạy là quá muộn rồi bạn ơi. Bên trái còn tiếng súng nữa, khu nhà đối diện. Bắn tên này cái là chết luôn này. Hóa ra đây là đồng đội anh em ạ. Rồi, được súng bên khu nhà. Rồi, ui dồi ôi, bắn nhau ghê vậy. Từ từ thôi, đây này. Đây này. Ô, mình chết tên cuối cùng luôn anh em ạ. Giời ơi, chán thế. Tưởng gọi là qua để sơ mũi được cái gì, nhưng mà chúng nó bắn nhau xong hết rồi còn đâu. Chúng nó đánh chém xong hết rồi thì mình... Ô, vẫn còn này. Ngon. Bạn ơi, bò đi đâu bạn ơi? Chạy về đâu khi nhà... Ui trời ơi, đừng bò nữa. Sống làm sao được, vị huynh đài. Chạy đi đâu? Rồi, bò vào trong này. Ui trời ơi. Áo hồng à. Có cố gắng. Như này là kiểu là giành giật sự sống đấy anh em. Đúng kiểu giành giật sự sống luôn. Chạy muốn rớt cả cái chân luôn mà không thấy người. Trời ạ. Cứ tưởng là được nhiều kill ai kìa. Ô. Cái gì đây? Ô anh Giai ơi. Ui cái bỏ mẹ rồi. Mình bắn luôn từ đầu thì ngon. Cứ chờ cái góc đẹp cuối cùng là mất cơ hội luôn. Nhưng mà nó cũng yếu rồi anh em. Sau thằng đá. Nào có dám ngoi lên không? Không anh em ạ. Không dám ngoi lên à? Rồi mày cứ đứng đấy. Ôi, trong mấy tuần kìa. Hello bác tài. Này vẫn nằm đấy đúng không? Rồi cứ... Ui rồi sầm mốc à? Sầm mốc là định đi làm gì? Định công mình à? Làm gì? Ui đã chạy sang bên phải rồi. Nhanh đấy. Chạy đâu? Chạy đi đâu con sâu? Rồi không có lần hai bạn ơi. Hụt chỉ hụt một lần thôi chứ. Làm gì có lần hai. Còn bọn trong mít tần nữa anh em. Ừ, đây này. Nào. Mày nhìn tao này, nhìn bẩn này, ôi dồi ôi. Vãi trưởng ạ, sấy X4 như này thì làm sao mà đỡ được.
Thấy toàn đầu anh em ạ. Té 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 té. Hạt át rồi té. Đồng đội bọn này ở trong Mitten anh em ạ. Làm sao mà đỡ được. Nào. Chơi không? Mình chạy này có ngu quá không nhỉ? Nó mà đứng ở trên nóc nhà thì nó sấy đúng là không trượt bên nào luôn ạ. Rồi, vào đến nơi là quá đẹp luôn rồi. Đang ngồi cứu nhau đúng không? Bên ngoài kìa. Trên cái nhà đây anh em. Chờ cứu xong đi. Muốn cứu xong chưa? Không nghe tiếng gì nhỉ? Cứu xong thì hai đứa kiểu bóp mũi nhau để không thở à? Nó không lục cục thì mình biết làm sao được ngồi chỗ nào mà công đây. Bọn này đúng kiểu... Ô, vẫn còn tiếng chân ở trên bản đồ này. Ô, thế là không có người cứu à? Ôi giời ơi, thế mà mình cứ tưởng là đang ngồi cứu nhau. Này thì chết, thế này thì chết. Đồng đội không qua rồi. Quá đáng buồn cho bạn. Mình cứ để đấy, đâu rồi? Cái cha nó chắc nó bò vào góc nào rồi anh em. Giờ này vẫn còn chưa có ba lô ạ. Ô, chết luôn này. Ô, thế nó bò đâu? Chịu luôn. Đồng đội không có trong này luôn anh em ạ. Thế đồng đội nó ở đâu? Không có trong này luôn anh em. Chạy gọi là một vòng trái đất. Ô, chân này. Ôi giời ơi, giờ này vẫn còn boss hả? Tầm này vẫn còn boss luôn anh em ạ. Sợ thật. Rồi tiếng súng ở đằng sau này. Mình cứ kê bên kia thôi. Bọn nó thì đằng sau này. Kìa, chạy kìa, chạy kìa. Úi giời ơi, chạy như vịt luôn anh em. Nào, chạy đi đâu? Đúng rồi. Úi giời, nó đảo. Này thì đảo với chúng tôi này. Đảo à? Đảo với chúng vào nồi hết. Đảo. Mình thấy hai thằng cơ. Mình thấy hai thằng chạy bên này cơ. Nào, chạy tiếp đi. Nó biết mình đứng đây rồi anh em. Mình phải đổi chỗ. Để thịt nốt tên cuối cùng. Đây. Mình lên cái nhà này. Cao cao một tí là nhìn thấy hết này. Chỗ kia vướng cái tường anh em ạ. Ơ kìa, ơ kìa. Kẹt này. Ui, ta chạy vào đây rồi. Ui trời ơi, hai tên luôn. Hai tên luôn. Nào, chơi không? Nào, thôi ra đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đó, phải là đúng nhịp như thế. Cũng ghê phết anh em ạ. Thò ra để bắt mình luôn đấy. Rồi. Ôi, thế còn có... Ui dồi ôi, team này team 4 luôn ạ. Ủa, thế rồi team 4 thì chơi kiểu gì? Một ông ở trên trên nóc này. Sau đó là hai ông ở đằng sau. Thế còn ông nữa đâu? Ôi giời ơi. Bọn này nó chơi kiểu gì anh em ạ? Mình cũng chưa biết là chơi kiểu gì luôn. Trời ơi. Chơi kiểu gì đây? Còn một ông nữa. 1v1. Nào, ra đây chúng ta thanh toán nhau một lần nào. Bo vào rồi kìa, chạy bo đi. Chạy bo đi bạn ơi. Ô, bo vào đến tầm này mà không có ở đây thì ở đâu? Ôi ảo thế nhở. Chẳng nhẽ nên nó này ở đằng sau bên hướng này. Vãi thật. Ui giời. Ui giời. Ui bên nhà anh em ạ. Ui giời, cái team này chia nhau mỗi thằng một hướng luôn. Nó ở trên nóc như mình. Này. Ăn đi bạn ơi. Chết. Ui, không niệm à? Thế thì quả này sẽ niệm này. Niệm luôn, đứng ở gần cánh cửa đúng không? Niệm. Ui, không chết à? Ui, hai quả bom mà không thấy hề hấn gì. Ui đẹp. Trời ơi. Nó ngồi ở ngay cái hòm ở bên phải. Nào. Ui giời ơi, tôi cũng đến ạ à, ông ạ. À. Máu thì không bơm mà ông còn cầm lửa hôm qua người khác ạ. À. Trời ơi, sao lại đùa giỡn với tính mạng mình như vậy? Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian coi hết cái clip này nha. Xây 4 phê chưa? Quá phê luôn anh em. Mình sẽ để code ở phía bên dưới phần comment nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.